Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ đại đức Tuệ Đức và cùng chư tôn đức tăng. Xin được phép tâm câu kệ số 247 ạ. Sura mera ya papancha yonaro a ni chun cha ti ithi wa me solo kasmin bulang khana ti atanu sura mera ya papancha yonaro an nu yun cha tin ithe wa me so lokasmin mulang khapati atano sura mera ya papancha ang ya panancha yona ro a nu yun cha tin ithe wa me so lokasmin mulang khapati atano uống rượu men, rượu lấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. À. Một lần nữa, con cung kính đảnh lễ Chư Tăng và sư sinh nhường mic cho Rum ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh Pháp Cú câu số 247. Sura me rayapa rayapa nang cha yonaro Yo naro anuyun chati ithe wa me so lo kasmin mulang khanati atano uống rượu men rượu nấu người sống đam mê vậy chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kẻ nào vợ ngữ sắc xanh trộm của thiên hạ đành hanh vợ người rượu say ma tí dễ vui là tự đào lỗ chôn vùi thế gian là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức và con xin kệ Sura mera cha Sura mera ya pa nan cha yo na ro a yo a ro a ni nu yun cha ti ithe wa me so lo kasmin mo lang khana ti atano Sura mera ya pa nan cha yo na ro a nu yun cha ti ithe wa me so lo kasmin mo lang khana ti atano Sura mera ya pa nan cha yo na ro a nu yun cha ti ithe wa me so lo kasmin mo lang khana ti atano Dạ con xin hát ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức. Cô tu nữ Như Pháp, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 247. Sura me raya pa nam cha yo na ro anu yun cha ti ithe wa me so lo kas min
mô lăng khá na ti a ta nô su ra mê ra ya pa nam cha yô na rô a nô yôn cha ti y thê qua mê sô lô ca mân mô lăng khá na ti a ta nô su ra mê ra ya pa nam cha yô na rô a nô yôn cha ti y thề qua mê sô lô ca mân mô lăng khá na ti a ta nô uống rượu men rượu nấu người sống đam mê dậy chính ngay tại đời này tự đào gốc tự đào bới gốc mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su ra mê ra ya pa nan ya yo na ro anu yon cha ti y thê wa me so lo kas min mu lăng kha na ti ya ta no. Kẻ nào giọng ngữ sát sanh trộm của thiên hạ đành hanh vợ người rượu say ma túy dễ vui là tự đào lỗ chôn vùi thế gian. Bản dịch của Hòa Thượng Dư Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sạc Kha Giá. Con kính thỉnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tị Nhẫn, Đại Đức Tị Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ Cô Tu Nữ Như Pháo, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 247 ạ. Sura mera ya ba nang cha yonara anu yonaro anu chun ya ti i che wa me so la kasmi o lang khana ti atano Sura mera ya ba nang cha yonaro anu chun cha ti i che wa me so lo kasmin mulang khana ti antano. Uống rượu men rượu nấu người sống đam mê dậy chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sura mera ya ba nang cha yonaro anu chun cha ti i te wa me so lo kasmin mulang khana ti atano. Kẻ nào giọng ngữ sát sanh trộm của thiên hạ đành hanh vợ người tụ sai ma tí dễ vui là tự đào lỗ chôn vùi thế gian. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và cảm ơn chị Đặng Đông đã bớt bài ạ. Xin gửi mic lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú sức trần đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 247. Sura me ra giá ba nan cha yo na ro anu un cha ti ý thề quá mê sô lô cát mìn mù lăng khá ná tí á tá nô sú ra mê rá giá pa lăng chá vô ná rô á nú chuôn chá tí ý thề quá mê sô lô cách mên mù lăng khá ná tí áp tá nô sú ra mê rá giá pa nần chá vô ná rô á nú un chá tí ý thề quá mê sô
lô cách mình mù lăng khá ná tí ác tá nô. Uống rượu men, rượu nóng, người sống đam mê vậy chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Kẻ nào vọng ngữ sát sanh, trộm của thiên hạ đành hanh vợ người, rượu say ma tí dễ vui, là tự đào lỗ chôn người thế gian. Bản cổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Pháp Môn Lào Cai. Con kính đảnh lễ Thượng Họa, Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ Nhẫn. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được ôn bài câu pháp cú 247 ạ. Dạ, Christina cho biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Su ra me ra ya pa nhanh nành cha yo na ro an anu yun cha ti i i the wa me so lo kas ming mu lang kang kang na ti at ta nộ. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy chính ngay tại đời bới gốc mình. Bản dịch: của thiên hạ đành hanh vợ người, rượu say ma túy dễ vui, là tự đào lỗ chôn vùi thế gian. Ro a ha ni yun cha ti i te wa me so lo kas ming mu lang ka nat ti at ta no su ra me ra ya pa nang cha yo na ro a ha ni yun cha ti i te wa me so lo kas ming mu lang khanh na ti at ta no. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trộm của thiên hạ đành hanh vợ người, rượu say ma túy dễ vui, là tự đào lỗ chôn vùi thế. Kính mời bàn tay xuống đấy. Dạ, sa thú kính cảm ơn Pháp Môn Lào Cai. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ cảm ơn cô Đặng Đồng. Dạ, Tina ơi, bàn tay đâu rồi? Đưa bàn tay lên, cô Hạnh Kiểm. Dạ, mời Tina nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô thư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 247. Sura me raya pa nan cha yo na ro anu yun chati ithe wa me so lo kas min mu lang khanati an ta no. Sura me raya pa nan cha yo na ro anu yun chati ithe wa me so lo kas min mu lang khanati an ta no. Uống rượu men, rượu nóng, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này, tự đào với góc mình. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su ra me ra ya pa nan cha yo na ro a nu yun cha ti i the wa me so lo kas min mu lang kha na ti an ta no. Sura me ra ya pa nan cha yo na ro a nu yun cha ti
ite wa me so lo kasmin mulang khana ti antanu. Từ đầu, kẻ nào vọng ngữ sát sanh trộm của thiên hạ, đành hanh vợ người, rượu say ma túy dễ vui, là tự đào lỗ chôn vùi thế gian của hòa thượng giới đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng hả? Con kính mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Đức Tam Bảo, dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng, dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 247. Dạ con xin đọc kệ. Sura do ai thế wa me so lo cát mình mu lăng kha na ti at ta nang sura me da ya nan cha yo na do a nu yun cha ti ai thế wa me so lo cát mình mu lăng kha na ti at ta no. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kẻ nào vọng ngữ sát sanh trộm của thiên hạ, đành hanh vợ người, rượu say ma túy dễ vui, là người là tự đào lỗ chôn vùi thế gian, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con trả bài xong, dạ con xin dừng mất lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Hạnh Kiểm. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, chúng con thành kính. Dạ còn 5 phút, dạ con một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp, kính chào đạo tràng và Như Pháp. Xin phép được ôn bài câu Pháp Cú kinh số 247. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn cô Đăng Đông cho bài học. Sura me rajap ba nan cha yo na ro anu chuan cha ti thề ba me so lo cat min mu lang khanati atano. Rượu men rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đầu bởi gốc mình. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Châu. Sù rã mê ra và bà nành cha dở na rô a nụ duôn cha ti y thế quá mê sầu lo ca minh mu lăng khanh na ti an ta nô. Cái nào vọng ngữ sắc sanh trầm của thiên hạ, đành hanh vợ người, rượu say ma túy dễ vui, là tự đào lỗ chung vùi thời gian. Và đây là bản phụ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng.
sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Đại đức Tề Nhẫn, đại đức Tề Đức đã tiên phong ông bài pháp cú kinh số 247. Như pháp kính cảm ơn cô Hành Kiểm, Thi Na, cô Cẩm Vân, cô Trần Đạo, cô Rạng Đông và pháp nguồn Lào Cai đã hoan hỷ nên ông bài kệ hôm nay. Và bây giờ thì đạo tràng chúng ta cũng đến giờ học bài mới rồi, mặc dù còn sớm vài phút. Con xin sám hối đạo tràng. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambut Tha Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nhẹ danh pháp như người được ngọc, nhẹ pháp nhiều chư Phật gợi khen. Bước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ, cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng chương sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 248. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít thính sự. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Mỗi ngày cuộc sống của chúng ta chỉ có vài cái bóng ảnh đi qua mắt, không phải là một con người nào cả. Rồi chỉ có tâm thấy sanh khởi và hoại diệt. Cũng không phải là của tôi, chỉ có cái được kinh nghiệm và thoáng qua và biến mất đi hoàn toàn. Cái thấy của ngày hôm qua đã không còn tồn tại ở đâu nữa. Chúng không còn sanh trở lại trong vòng sanh tử luân hồi. Và cái thấy vừa rồi cũng đã mất đi, đã hoàn toàn vắng mặt và không bao giờ sanh trở lại. Cái nghe cũng vậy, ngửi, nếm, xúc chạm cũng vậy. Và ngày mai chúng ta thức dậy cũng chỉ vài cái màu sắc, vài cái âm thanh, vài cái mùi hương, vài cái vị, rồi vài cái sự xúc chạm cứng mềm. Đối tượng thị giác cũng không là ai đó, cũng không phải là con người nào, chúng cũng không phải là pháp buồn vui giận hờn chi cả. Chúng cũng không phải là pháp tịnh hảo, dầu chúng có đẹp đến thế nào thì chúng cũng không phải là pháp tịnh hảo. Dầu chúng xấu đến thế nào thì chúng cũng không phải là pháp bất thiện. Chúng chỉ là chúng mà thôi, chúng muôn đời. Chúng không biết nói, biết cười, biết vui, biết giận, biết hờn với ai đó. Hãy quan sát, hãy thấy ra được Đức Phật đã dạy chỉ có hai pháp, đó là pháp không kinh nghiệm và một pháp kinh nghiệm. Cuộc sống của chúng ta ảo tưởng, tưởng chừng như cuộc sống này đầy những thứ đẹp đẽ, nhưng đó chỉ là ảo mộng, là vô minh mà thôi.
mọi thứ chúng ta chỉ sờ chạm vào những cái đặc tính như là cứng, mềm, nóng, lạnh, mà ở đó không phải là một con người, chỉ là các tính chất cố hữu của chúng sanh lên và diệt đi hoàn toàn. Chúng chẳng là ai đó. Hãy tỉnh giác. Cuộc sống này, tất cả đam mê khổ đau chúng sanh cũng chỉ là một chút tứ đại thoáng qua. Do vô trí mà không có sự hiểu biết, luôn luôn chấp rằng có con người này, có con người kia. Nhưng thực sự thì chúng không có là ai cả. Chúng chỉ là các sắc, chúng chỉ là một khoảnh khắc của cảm thọ, chúng chỉ là khoảnh khắc của tưởng, chúng chỉ là khoảnh khắc của hành. Có ai nhớ tưởng mà chỉ có pháp nhớ tưởng. Chỉ có một khoảnh khắc của hành, không có ai hành mà chỉ có thiện hành và ác hành. Chỉ có khoảnh khắc của nhận biết mà không có ai nhận biết, chỉ có cái nhận biết đó là nhãn thức nhận biết đối tượng thị giác, nhĩ thức nhận biết âm thanh, tỷ thức nhận biết mùi, thiệt thức nhận biết vị, thân thức nhận biết cứng mềm, ý thức đang nhận biết các pháp. Do đó, hãy luôn luôn nhớ lời Đức Phật dạy để xuyên suốt vào trong đời sống của mình trong mọi khoảnh khắc. Chúng ta chỉ bận rộn si bê với những cái tính chất cứng mềm như là cơm, cháo, rau, những cái đất trúc tứ đại trong đời sống hàng ngày, chứ cũng chẳng si mê với cái gì hết. Và nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta cũng hiểu tất cả những cái tính chất đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, khổ đau. Năm uẩn này thật là tai hại. Chúng luôn luôn đem đến sự tai hại. Và đối tượng của chúng, mỗi người đều có rất nhiều những cái đối tượng thị giác. Mỗi người đều có những cái đối tượng thị giác mà đối tượng thị giác của người này làm cho tham, của người này khác với đối tượng thị giác của người khác. Đối tượng thị giác, mỗi người đều có những cái đối tượng tham sanh khởi khác nhau, sân sanh khởi khác nhau, si sanh khởi khác nhau. Do vậy mà nghiệp trở nên đa dạng. Do đó mà chúng ta cần phải thấy ra được các cái pháp mà Đức Phật dạy. Khi mà chúng ta thấy được cái duyên sanh như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó phù hợp với tất cả tam tạng kinh điển của Đức Phật, và nó hiện khởi trong đời sống này, nó rất là thiết thực. Nên là chúng ta cần phải luôn luôn nhớ về cái pháp trong đời sống. Bây giờ chúng con xin niệm ơn Đức Tam Bảo và xin chia sẻ câu pháp cú số 248. Arahang Samma Sutho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwa Demi Sakhato Phagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Sanghang Namasami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi gãy được sanh tử luân hồi xứng đáng cả chư thiên và nhân loại. Con xin cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ với ai có được duyên lành, nghe diệu pháp, thực hành diệu pháp mới chứng đắc, chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng tâm thức của mình, trong chuỗi dài sanh tử luân hồi, và nhất là thành tựu được các ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo và chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Buddhaya. Phần phước phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-đa, diêm chúa, và nhất là quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc, tấn hóa lâu dài và tiến tu trong chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu chấm dứt khổ đau, sanh tử luân hồi. Nam mô Buddhaya. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kệ số 248.
Chúng con xin đọc một lần. Ewang pho purisa janahi papa thamma asanyati asanyata matang lofo athammocha chirang dukkhaya yanthayam. Và được ngài chánh thân dịch văn xuôi là như thế: này người nam nhân, người hãy biết rằng các ác pháp là không tự kiềm chế được. Đúng ra là mà không tự kiềm chế được. Mong sao tham và phi pháp không đẩy đưa người đến sự khổ đau lâu dài. Và ở đây cái từ ewang thì chúng ta biết rồi, là như vậy, như thế ấy. Phô, cái từ phô thì chúng ta biết là nó là một cái bất biến từ. Và nó có nghĩa là này ông kia là ông nào? Này cái người kia, này cái người đang nắm giữ cái pháp đó. Đó. Này người kia, hay này cái tâm của người kia đang nắm giữ cái pháp. Purisa, Purisa là một cái danh từ nam tánh. Ở đây nó chia theo hô cách, là cái người nam nhân, người đàn ông. Người đàn ông thì ưa uống rượu men, rượu lấu hơn là người nữ. Người nữ thì thời bây giờ cũng uống bia, uống rượu cũng nhiều, nhưng mà không bằng người nam. Rồi ở đây cái câu kệ số 46, 47, 48 ha. Thì Đức Phật thuyết ba câu kệ trong một cái bài pháp đó. Cái từ chanahi, cái căn của nó là căn nha. Ở đây có nghĩa là hãy biết rằng, hãy biết rằng, hãy biết rằng. Cái từ papa thamma, papa cộng với thamma, thamma tức là pháp. Pháp ở đây chỉ cho gì? Pháp là gì? À, luôn luôn nhớ vậy này. Nếu mà nói đến tham ma thì hiểu pháp là gì? À, tham ma đó là pháp. Để chúng ta phải hiểu bây giờ có pháp không? Cái chi là pháp? Vậy cái thấy đang là pháp, cái nghe đang là pháp, cái ngửi đang là pháp, cái nếm đang là pháp, sân đang là pháp, tham đang là pháp, à, si đang là pháp, hôn trầm thủy miên đang là pháp, vân vân. Và tất cả những cái cử chỉ hành động gì, kể cả những cái nháy mắt, cái cử chỉ hành động thân tâm của chúng ta, tất cả những cái đó đều là các pháp. À, chứ không phải là tôi, là ta hay là ai cả. Papa là một cái nhóm từ. Ở đây thuộc về nam tánh, chia theo chủ cách số nhiều, tức là các ác pháp. Như vậy pháp thì có mấy pháp? Pháp thì có ba pháp, là pháp thì pháp vô ký. Thì nếu mà nói ba, hay là pháp nói về hai thì chỉ có danh và sắc, hay nói về pháp thì nói về năm uẩn cũng là pháp, vân vân. À, thì chúng ta thấy tùy theo chúng ta hiểu nghĩa rộng nghĩa hẹp, và chúng ta hiểu cái từ pháp này. Papa tức là ác, như vậy thamma đấy tức là như vậy. Thì pháp nó là một cái có đặc tính tự nhiên do duyên sinh. Như vậy thiện cũng do duyên sinh, mà ác cũng do duyên sinh, mà pháp vô ký cũng do duyên sinh. Như vậy thì không có ai tạo ra ác, mà cũng không có ai tạo ra thiện, mà cũng không có ai tạo ra pháp vô ký này cả. Và tất cả các pháp chỉ do duyên sinh mà thôi. Như vậy thì nói rằng vậy thì con tu tập như thế nào? Không có ai tu tập cả, mà chỉ có duyên nghe và hiểu. Vậy pháp nghe do duyên và khéo tác ý để hiểu. Như vậy do duyên được nghe pháp cũng là duyên, mà khéo tác ý cũng là duyên, và trí tuệ sanh khởi cũng là duyên.
Như vậy không có một pháp nào, có một tự ngã nào đó để mà chúng ta cố tình tu tập theo bất cứ một phương pháp nào. Điều đó đều đi sai lệch với con đường Đức Phật dạy. Mà ở đây chỉ có phát triển hiểu biết chánh niệm tỉnh giác từng chút một trong đời sống hàng ngày. Đó là con đường duy nhất ra khỏi sanh tử luân hồi. Ngoài thực tại hiện tiền ra thì không một ai, nếu mà không có ai, không có trí tuệ để chạm vào những cái thực tại hiện tiền như cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, các pháp đang giao thoa trong đời sống hàng ngày giữa các căn này, thì không một ai có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Dầu người đó có làm bằng bất cứ cách gì đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào ra khỏi sanh tử luân hồi được. Như vậy thì chúng ta thấy là pháp luôn đang hiện khởi ở đó. Luôn đang hiện khởi tức là không phải là hiện khởi một pháp, mà luôn đang hiện khởi và hoại diệt hết pháp này đến, rồi diệt đi, rồi pháp kia lại đến, rồi lại diệt đi, rồi pháp khác lại đến, và rồi lại diệt đi. Như vậy chỉ có cái không và có, rồi lại mất đi, rồi lại cái không và có, rồi lại mất đi. Cũng như từ sáng, ví dụ như chúng ta đang thấy một cái hình ảnh này, rồi hình ảnh này lại mất đi, rồi chút nữa lại chúng ta lại thấy một hình ảnh khác, lại một hình ảnh khác lại mất đi. Nhưng mà hầu như từ sáng đến chiều chúng ta vô minh vô trí với những cái thứ này, và chúng ta luôn luôn nhớ về khái niệm là con người này, con người kia, mà hoàn toàn chúng ta không để ý được đối tượng thị giác. Chúng đã mất đi, chúng không phải là ai cả. Và cái nghe cũng vậy, cái thấy cũng vậy. Và đây chính là cái sự chết mà đạo quả cũng chính là ở 6 cái căn mà chúng ta đang tiếp xúc này. Do không có được chánh niệm tỉnh giác, do không có được sự hiểu biết, được phát triển về con đường tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Chính là các thực tại trong đời sống hàng ngày. Như vậy tham thì nó không có trên sách vở, phải không? Tham thì nó đến từ mắt, từ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân, khi chúng ta đang tiếp xúc với nó. Chứ nó không thể đến từ sách vở được. Sân cũng vậy, si cũng vậy. Như vậy là sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là hầu như chúng sanh chìm vào tham, sân, si, các lậu hoặc, phiền não. Chỉ những ai nghe diệu pháp của Đức Phật thì dần dần họ mới tỉnh thức, mới thu thúc các cái căn này. Như vậy thì người trí với người ngu cũng ở một cái giao điểm, đó là nhãn. Đối tượng thị giác in dấu vào nhãn căn, nhãn thức khởi lên. Do duyên ba pháp này, hai pháp này khởi lên nhãn thức. Từ ba pháp này nhãn thức, nhãn căn với lại sắc. Ba pháp này hội tụ sanh ra xúc, nhãn xúc. Từ nhãn xúc sanh ra nhãn thọ. Từ thọ làm duyên cho ái. Cũng mà người trí thì từ thọ làm duyên cho trí. Cho chật pháp. Như vậy thì người trí với người ngu nó chỉ khác ở hai điểm này thôi. Thì cũng các cái căn môn đó ai ai cũng phải, không thể, chúng ta không thể nào ngồi mà bịt các cái căn môn này lại được. Nếu mà cùng nắm thì chúng ta chỉ nhắm mắt được thôi, chứ còn tai thì bịt bằng cách nào, mũi lưỡi thì bịt bằng cách nào. Như vậy là thấy rằng là sống không phải để trốn chạy cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, để phát triển chánh niệm, chứ không phải là như chúng ta thường nghĩ rằng đi đến đâu đó rồi chúng ta ngồi vào một cái xó nào đó để trốn chạy đời sống này, để tìm cái sự an lạc, thì điều đó nó là sai pháp của Đức Phật. Mà giáo pháp này chúng ta phải can đảm để hiểu biết, để nhận diện rõ được pháp bất thiện và pháp thiện. Và để loại bỏ vô minh vô trí với đại các pháp, chấp các pháp cho rằng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Rồi tiếp theo nữa là
pháp ác là gì? Là tất cả các cái loại phiền não từ thô cho tới tế. Từ thô cho tới tế. Papa, một cái danh từ chúng tánh là chỉ cho việc xấu ác. Việc xấu ác là thân khẩu ý của chúng ta. Những cái suy nghĩ ác, những cái thân hành ác, những cái lời nói ác. Thamma, danh từ nam tánh chỉ cho pháp. Pháp ở đây là chúng, mỗi pháp chúng có đặc tính riêng. Chúng rất là độc cư với riêng chúng. Chúng không là ai cả. Và không có ai có thể kiểm soát được chúng cả. Do vì chúng là độc cư. Ví dụ cái thấy thì chúng không thể sanh ở sau lưng được, không là sanh ở góc chân được, không sanh ở trên đỉnh đầu được. Mà cái thấy này nó phải lương vào nhãn căn để nó sanh khởi. Không có nhãn căn thì cái thấy không thể sanh khởi được. Và cái nhãn căn này không có cái đối tượng thị giác in dấu vào thì nó cũng không thể sanh khởi được. Như vậy mỗi người đều có mắt, nhưng mà cái nhãn căn của mỗi người do nghiệp sanh, nhưng mà các cái cảnh trần của mỗi người cũng đều đi qua khác nhau. Do vậy mà cái tham sân si, cái ý thích hay là cái ghét bỏ của mỗi người nó cũng khác nhau. Do vậy mà chúng ta thấy diễn biến của chúng sanh nó đa dạng, các cái ngũ uẩn nó đa dạng là như vậy đó. Và rất khó để mà chế ngự được các căn. Như vậy là chế ngự các căn ở đây không phải là chúng ta nhắm mắt lại hay chúng ta bịt tai lại. Chế ngự các căn ở đây không phải chúng ta ngồi để làm một cái gì đó. Chế ngự các căn ở đây chính là phải hiểu biết được. Hiểu biết được các pháp như chúng đang là. Là gì? Là riêng biệt. Cái thấy là riêng biệt. Nhãn căn là riêng, sắc nhãn căn là riêng biệt. Rồi đối tượng thị giác là riêng biệt. Đối tượng thị giác là vô tri vô giác, và nhãn căn này cũng là vô tri vô giác, nhưng mà đối tượng của nhãn căn nó là vô tri vô giác, nhưng mà nó không do nghiệp tạo, nhưng mà cái nhãn căn này nó lại do sắc, này do sắc do nghiệp tạo. Như vậy mỗi pháp chúng đều có những cái độc cư và duyên sanh của chúng là khác biệt, là khác biệt. Rồi cái thấy là một pháp khác. Và chỉ có cái sắc nào, khi mà chúng ta đang thấy, thì cái sắc đó nó mới được gọi là sắc xứ. Cái âm thanh nào chúng ta đang nghe, vân vân, thì chúng ta thấy các pháp nó chỉ ở cái thời hiện tại của chúng thì mới được hiểu mà thôi. Còn nếu mà không thấy thì chúng ta sẽ không có hiểu biết. Như vậy thì thu thúc ở đây chính là sự hiểu biết các pháp. Càng hiểu biết tỏ tường về các pháp, đó chính là sự thu thúc tối thượng. Còn không có thu thúc, không có sự hiểu biết về các pháp, thì tất cả những sự thu thúc khác đều là tà kiến, và đều là mầm mống, và đều là lưu dưỡng vô minh. Chứ không thể nào đoạn trừ được các lậu hoặc phiền não. Và chúng ta phải luôn luôn biết cái điều này, lời Đức Phật dạy. Thà là một ngày chúng ta chỉ cần không làm gì cả. Chúng ta học Pháp, nghe Pháp, nhưng mà chỉ cần để Pháp tự nhiên, và chúng ta chỉ cần một khoảnh hiểu biết nhiên Pháp đang. Còn tốt hơn là hàng ngày chúng ta phải cố gắng thực hành một cái điều gì đó theo cái ý niệm, theo cái bản ngã. Thì chúng ta đã xa rời với chánh pháp của Đức Phật. Làm gì có ai ở đó mà thực ngồi đó để thực hành, thực tập mà. Rồi các pháp thì luôn luôn sanh và diệt. Về hành không phải là một điều gì đó, mà chính là phải hiểu thấu được từ những cái lời dạy của các bậc hiền trí và khéo như lý, để thấy pháp trong đời sống hàng ngày từng chút. Điều đó có khó không? Điều đó mới thực sự khó trong giáo pháp của Đức Phật. Và nó phải thực sự có chi kiến đúng đắn thì mới thấy được pháp.
Còn tất cả những điều kia hầu như chúng ta cảm thấy nó rất là dễ, và chúng ta tưởng chừng như nó là trí tuệ, nhưng mà đó là tưởng chứ không phải là cái nhân sanh ra trí tuệ để diệt trừ vô minh. Và vô minh thì nó khủng khiếp lắm thưa quý vị. Vô minh thì nó không ở đâu cả, nó rất gần chúng ta, từ cái cử chỉ, từ cái ánh mắt, sau cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vô minh tràn đầy. Chứ không phải là vô minh nó ở xa xôi. Và chính cái chỗ này nó đẩy chúng ta xa rời với những cái thực tại. Thậm chí là những cái cứng, cái mềm nó đang sanh và diệt. Ở đây chúng ta hầu như cả ngày cũng chẳng biết gì về nó. Hoàn toàn không biết được về nó. Thì đó là vô minh, phải không? Hằng ngày chúng ta chỉ nhớ đến câu chuyện của con người này, con người kia. Người này đẹp, người xấu, người này thuyết pháp hay, người kia thuyết pháp dở. Chứ mà có khi nào chúng ta để ý đến cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm. Và chúng ta có ngờ đâu được rằng chính chúng là danh, là sắc, là năm uẩn, là tứ thánh đế, là 12 xứ, là 18 giới không? Và chúng ta hầu như là thu lượm những cái ngôn từ, ngôn ngữ để nhớ trong kinh điển. Chứ chúng ta lại không nhớ về các pháp trong đời sống hàng ngày. Chúng ta chỉ quên mỗi cái các pháp trong đời sống hàng ngày mà thôi. Nên là cả 45 năm hoằng pháp, Đức Phật nhắc nhở cái gì quý vị biết không? Không có nhắc nhở cái gì thêm về năm uẩn hết á. Ngài chỉ bao giờ cũng chỉ xoay quanh năm uẩn với tứ đế mà thôi. Quý vị tìm xem tam tạng kinh điển này Đức Phật có nói thêm gì về năm uẩn và tứ đế không? Không, vì tất cả mọi thế giới này chỉ là năm uẩn và tứ đế mà thôi. Tiếp theo nữa là cái từ Asanyata. Cái căn của nó là căn dâm, tiếp đầu ngữ của nó là á cộng với sân. Ở đây đó là Asanyati, nhưng mà nó chia theo quá khứ phân từ nên là nó được là Asanyata. Và nó thuộc về đam tánh. Ở đây chia theo chủ cách số nhiều là đã không tự kiềm chế. Đã không tự kiềm chế. Chúng ta thường nghĩ rằng cái kiềm chế ở đây tức là tôi nhịn ăn hay tôi nhịn mặc hay là tôi tránh xa cái điều đó. Thì đó, điều đó thì là cũng là một phần đúng ở trên khái niệm thôi. Nhưng mà chúng ta phải thực sự hiểu rõ được thực sự hiểu rõ được pháp bất thiện và pháp thiện. Và ở đây tránh xa nó không phải là bằng cái hình thức bên ngoài, mà phải thực sự có cái hiểu từ trong nội tâm của mình, thấy ra được các pháp hữu vi này, dầu nó là thiện, là bất thiện, là vô ký, thì nó cũng không phải là một tự ngã, và nó là vô thường, là pháp hữu vi, là duyên sanh. Là sự rỗng không, là sự vô nghĩa. Là gì? Sao mà không rỗng không cho được? Ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta khi trên bàn ăn, chúng ta dọn đồ ra, các cái đồ ăn rất là thơm ngon. Nhưng mà chúng ta ăn vào, cái vị nó qua cái lưỡi một chút xíu nó hết. Và khi mà chiều đến thì sao vậy? Thân của chúng ta nó toát ra những cái mồ hôi tanh tưởi. Và cái bụng của chúng ta thì cái đồ ăn ngon bây giờ nó trở thành phân, thành nước tiểu, thành những cái tinh chất nó ngấm vào xương, vào tóc, vào lông, vào da, vào thịt, vào gân, những cái thứ bất tịnh này. Thì nó là cái gì thưa quý vị? Nó là cái gì đấy? Có phải bản chất của nó do chúng ta
do vô tri vô minh, không thấy, không biết. Chứ không phải là chúng ta vô minh vì một cái gì đó, mà chính là chúng ta đang vô minh về những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng những cái cứng mềm. Và hàng ngày thì chúng ta chẳng hiểu gì về cái đối tượng thị giác cả. Chúng ta cũng chẳng hiểu gì về âm thanh cả. Huống chi là những cái thấy, cái nghe. Nhưng đó lại là cái pháp để phát triển chánh niệm, để phát triển trí tuệ, để ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao vậy? Vì thế giới này hết rồi. Kiếp sau, tái sanh đi chăng nữa cũng không phải là cái gì đó tái sanh, cũng lại là cái thấy, cái nghe. Nó tái sanh ở đây, ở kia, rồi nó cũng lại diệt đi. Như muôn ngàn kiếp, như vô lượng kiếp. Và ai cũng vậy, chứ chẳng có một con người nào cả. Chỉ là năm uẩn cứ tiếp tục sanh khởi và hoại diệt. Không có bến bờ, không có nơi nào để trú ẩn cả. Ngày nào còn vô minh về chúng là ngày đó chúng còn tiếp diễn hoài hoài. Chứ không phải là có tôi trong tương lai. Dù chúng ta có chấp chúng đi chăng nữa thì chúng cũng không phải là ai cả. Và chúng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chúng chỉ có chút cứng, chút mềm, chút nóng, chút lạnh, chúng hôi, chúng thối. Chúng đắng, ngọt, cay, lòng. Đó là những cái sắc pháp vô tri mà những cái tâm tham ái chấp thủ ngập tràn ở trên đời này thôi. Chúng cũng chỉ là những thứ bất tịnh. Được đưa vào những thứ tịnh, ví dụ như là những cái trái chuối rất là thơm ngon, nhưng mà vào cái thân này thì nó cũng trở thành bất tịnh mà thôi. Thành bất. Nếu mà chúng ta không thực hiện như vậy thì nó không hiểu câu kệ này mà Đức Phật dạy. Rồi cái từ lô phô phá, từ theo chủ đó, tham. Chúng ta tưởng là chúng ta tham, chúng ta được cái gì đâu. Không được cái gì. Chúng ta chẳng tham thì cuộc sống của chúng ta quanh quẩn ở chúng ta thì nó cũng chỉ là những cái tứ đại này, tứ đại kia. Những cái tướng của đất này, những cái tướng của đất kia mà thôi. Chứ không có cái gì cả. Thế giới này chỉ có đất. Đất, đất, đất. Chỉ có đất và đất, tất cả chúng sanh đều nghịch đất, chơi đùa với đất, đau khổ ở trên đất. Điều đó thật là phũ phàng, phải không? Như sự thật đó là như vậy. Chúng ta gọi đất là vợ, là chồng, là con, là cái, vân vân. Nếu chúng ta hiểu ra chúng ta thật là phũ phàng, chúng ta chỉ sân với cái cứng, cái mềm, cái ảo ảnh, cái màu của đất thì thật là tội nghiệp. Sao lại không đau khổ cho được, phải không ạ? Sao lại không đau khổ cho được? Rượu men, rượu lấu thì có phải là đất không? Có phải là chúng ta chìm trong một chút nước cay lòng không? À. Nhưng quả thật, đó là mộng thật. Các pháp Đức Phật đã cho rất rộng trong đời, nhưng mà chúng ta hầu như là quên cái điều đó suốt từ đời này đến kiếp khác. Như vậy hàng ngày chúng ta phục vụ cho ai? Không,
chúng ta đang phục vụ cho ông chủ tham. Ai ai cũng phục vụ cho ông chủ tham. Về cả cả bản thân sư cũng vậy mà thôi. Cũng còn rất rất lâu mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Rất rất lâu sau mới ngồi ngang hàng được với ông chủ. Và chỉ có chánh pháp này mới hủy diệt được ông chủ tham này thôi. Sức mạnh của ông chủ tham thì không có ai có thể bì kịp được, phải không ạ? Ở đời không ai nói chúng ta nghe hết á, nhưng mà ông chủ tham ở trong tâm của chúng ta mà nói lên rồi thì chỉ cần khởi ý lên rồi nè, bến bờ nào chúng ta cũng chạy tới hết á, hy sinh cả mạng sống này một cách rất là dễ dàng, mà một cách vô ích nữa, đi đọa xứ nữa, nhưng mà sẵn sàng. Lô phá chỉ cho từ tham. Như vậy tham là một pháp, phải không? Là ông chủ, là nguyên nhân sanh ra tam giới cơ mà, luân hồi mà, phải không ạ? Nguyên nhân sanh khổ mà, chứ nó có sanh ra lạc đâu. Nhưng mà có ai không thích nó không? Không. Bởi vậy nên là chúng ta là những người nói là sợ khổ, chứ thực tế là đang thích khổ. Bởi vì chúng ta đang nuôi ông chủ tham nơi tâm của mình. Thâm là một cái nam pháp. Chi răng là một cái trạng từ chia theo đối cách là lâu dài. Đúc kha giá, đúc kha giá, đúc khá đó. Đúc khá là một cái danh từ trung tánh, ở đây chia theo chỉ định cách ha. Là đến sự khổ, đến sự khổ. Đúc khá nó có cái từ, nó cái nghĩa của nó, nghĩa tốt nhất của nó là bất toại nguyện, tức là đời này không có cái gì toại nguyện được cả. Chúng ta vừa được một chút xíu cái này thì tâm nó đã mong ước một cái khác rồi. Nó vừa toại nguyện cái này là bắt đầu nó thỏa mãn được cái này một chút xíu và nó đã chán rồi, nó lại tiếp tục. Như vậy chúng ta thấy cái sự khổ đây Đức Phật dạy cho chúng ta, một mà Đức Phật dạy là khổ khổ, hành khổ hoại, khổ cái cảm thọ, khổ đau, khốc liệt. Hành khổ là những cái hành nghiệp ác. Hoại khổ là tất cả các pháp vũ vi đều biến hoại một cách nhanh chóng, hủy diệt. Rồi tiếp theo nữa là cái từ râm thá dung. Căn của nó là căn râm, danh từ thuộc về danh từ là đã đẩy đưa, đã dẫn đến, đã dẫn đến. Và ở đây ngài Thích Minh Châu ngài dịch này, vậy người hãy nên biết. Vậy người hãy nên biết là sao? Là Đức Phật chỉ cho những cái người đang đắm nhiễm những cái pháp tà tư tà hạnh với vợ người, những cái pháp bất thiện, uống rượu men rượu lấu, những người đam mê vậy, tự đào bới gốc mình á. Đức Phật đã chỉ ra những cái người mà đam mê những cái sắc này, những cái tủ này, trà đình tủ điếm này nè, là những người mà đang vô minh vô trí này nè. Đức Phật cũng nhắn nhủ những người thiện nè, vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác. Không chế ngự ở đây thì chúng ta biết là không chế ngự bằng cách là tránh xa, không chế ngự bằng cách là thu thúc lục căn, không chế ngự bằng cách là không hiểu biết được pháp bất thiện, pháp thiện,
và pháp dẫn xuất ra khỏi sanh tử luân hồi. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác. Người nào không chế ngự được các căn, không thu thúc được các căn, không hiểu biết được từ đâu mà các cái ác pháp này làm cho họ khổ đau, thì họ không có cách nào thoát khỏi những cái bẫy dập của ác ma cả. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái cảnh sắc thinh hương vị xúc pháp, chúng có mặt ở khắp mọi nơi trên cái hành tinh này và thế giới này hay thế giới khác. Chúng chẳng khổ cả. Như vậy từ đâu mà khổ? Đức cư sĩ Chí Tá đã nói cho chúng ta biết rồi, phải không ạ? Cái câu chuyện các vị tỳ kheo nói đó. Và cư sĩ Chí Tá nói làm sao? Con bò đực và con bò trắng nó không có. Con bò đực không cột chói con bò trắng. Con bò trắng cũng không cột chói con bò đực. Ở đây nghĩ nói làm sao vậy? Sắc pháp nó không cột chói con mắt, và con mắt nó cũng không cột chói sắc pháp, mà chính là tham ái cột chói hai cái này lại và chấp thủ chúng cho rằng tôi là của tôi. Như vậy, vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác. Không chế ngự được các căn là ác pháp. Chế ngự bằng cách nào? Dầu chúng ta có thiền định ngồi đến cả trăm năm, chúng ta có đắc thiền hay chăng nữa, như cái vị tỳ kheo 60 năm đắc thiền, ngài không có một chút phiền não nào. Nhưng mà ngài cũng không thoát khỏi được phiền não. Như vậy chỉ có mỗi một con đường duy nhất, đó là bát chánh đạo. Và con đường duy nhất tức là tứ niệm xứ. Hiểu về ngay khoảnh khắc này từng chút một mới được gọi là chế ngự các căn. Chỉ có chánh niệm về tứ niệm xứ thì các cái lậu hoặc vô minh phiền não mới được chấm dứt. Và những khi nào mà vô minh lậu hoặc không được chấm dứt thì không thể chế ngự được các căn môn của chúng ta. Dầu chúng ta có thực hành cỡ nào trong một thời gian rồi cũng sẽ thất bại với phiền não, thất bại với vô minh, thất bại với tham ái. Như vậy thì chỉ có chánh kiến, phải thấy ra được tất cả pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Và thấy ra rằng thật sự thế gian này không có một bóng người, không có ai cả. Chỉ là danh, là sắc. Đáng nhàm chán. Trí tuệ cũng không phải là của ai đó. Trí tuệ nó có cái đặc tính riêng. Tham nó có đặc tính riêng, sân nó có đặc tính riêng. Về vô minh nó có đặc tính riêng. Như vậy khi có vô minh thì không thể có minh được. Mà khi có minh thì không thể có vô minh. Không có ai chọn lựa được một cái pháp nào đó cho riêng mình cả. Như vậy thì chỉ có cái duyên sanh khi mà chúng ta nắm vững được, và chúng ta không phải đi đâu đó để tìm các pháp. Đi tìm các pháp là chưa có thấy pháp, mà các pháp đang hiện khởi ở khắp mọi nơi. Nơi nhà của quý vị cũng có đối tượng thị giác. Con cái của quý vị cũng là đối tượng thị giác, là pháp. Quý vị cũng là đối tượng của con cái, cũng làm phát sanh nên tham, sân, si. Đối với con của quý vị, và con của quý vị cũng làm phát sanh nên tham, sân, si nơi quý vị. Chúng không làm cho quý vị tham, sân, si. Nhưng mà do tiếp xúc qua các căn, các pháp này, nó giống như tất cả ở mọi nơi vậy thôi.
Như vậy chúng ta hiểu pháp không phải đi đến đâu cả, không phải thay đổi một đời sống nào cả. Ở gia đình cũng giác ngộ đạo quả, ở chùa cũng giác ngộ đạo quả, mà ở chùa cũng đi địa ngục, mà ở gia đình thì cũng đi đọa xứ mà thôi. Tham sân si nó không có mang y áo. Trí tuệ cũng vậy. Và ở đâu thì cũng chỉ là những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm ở chỗ này, chỗ kia. Sanh và diệt đi. Không còn cái gì thêm nữa cả. Quý vị tìm thấy cái gì không? Không có một Đức Phật nào ở trên những cái bức tượng bằng đá, bằng đất cả. Đó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta hiểu được chánh pháp, lời dạy của Ngài, thì chúng ta được đức, chúng ta mới tôn quý Ngài mà thôi. Như vậy ở đây, vậy người hãy lên biết, không chế ngự là ác. Thì chúng ta đã thấy là tất cả mọi khổ đau đó đến từ các giác quan của chúng ta. Chứ nó không đến từ đâu cả. Chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Đau khổ dài ở đây nghĩa là cái vòng trầm luân sanh tử. Mặc dầu chẳng có chúng ta sanh ra, nhưng mà tất cả mọi ngũ uẩn này sanh ra đều khổ đau. Các căn tiếp xúc với nhau, thương yêu cũng đưa đến đau khổ, ghét bỏ cũng đưa đến đau khổ. À, chúng ta gặp nhau thương yêu thì nhớ nhung, người mất kẻ ở, người xa, ghét nhau thì cũng là đau khổ. Và chúng ta sanh ra, chúng ta là vô lượng đối tượng của những cái đối tượng thị giác, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm cái thân của chúng ta. Do vậy, chúng ta bị thương, bị ghét, bị già, bị bệnh, bị chết, bị đánh đập, bị tra tấn. Rồi những người khác cũng vậy, cũng là những cái đối tượng in dấu vào mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta. Nó cũng phát sanh lên. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được chúng, chúng chẳng là cái gì cả. Tất cả đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác như chúng đang là vậy thôi. Không có một đối tượng thị giác nào được gọi là đàn ông, đàn bà, được gọi là con người này, con người kia. Chúng ta không thể sờ được vào đối tượng thị giác. Chúng ta không thể sờ được vào âm thanh. Chúng ta không thể sờ được vào mùi, vào vị đâu. Như vậy cái thấy nó cũng không thể thấy được cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh được. Cái nghe nó cũng không thể nghe được cái mùi, cái vị được. Nghe chỉ là nghe, âm thanh chỉ là âm thanh. Chỉ thế thôi. Nghe không thể nghe hơn một âm thanh được. Rồi lại mất đi. Như vậy khi nào mà chúng ta hiểu được những cái pháp này trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta mới không có đam mê những cái sắc, mà không có đam mê các sắc thì cũng không đam mê với gì? Không đam mê với năm trần cảnh. Vậy làm sao để không đam mê? Con đường tứ niệm xứ mà đạt tới đâu? A-la-hàm mới hết mê năm cái này. Quý vị thấy, còn tu đồ vờn là chưa, tư đà hàm cũng chưa. Mặc dầu nó chỉ là cái cứng, cái mềm thôi mà A-la-hàm
nó mới hết mê thì quý vị biết được rồi đó. Để thấy được cái năng lực, không phải là cái năng lực trí tuệ tầm thường mà có thể thoát khỏi được các cái dục này. Mặc dầu chúng chỉ là màu, mùi, vị, âm thanh, cứng mềm, nóng lạnh. Hằng ngày tất cả chúng ta chỉ quanh quẩn với bảy cái sắc này thôi, bảy cái sắc thô với này, năm cái sắc thần kinh thôi. Nhờ, chúng ta hết mê rượu, để mê đàn bà, mê đàn ông, mê nhà, mê cửa. Nhưng mà chúng là cái gì? Hầu như là chúng ta không hề biết được về chúng. Không phải là chúng ta mê cái gì đó nó cao xa vời vợt. Mà có cái gì nữa đâu mê thưa quý vị. Không có gì mà. Kim cương vàng đó là tên gọi thôi. Nó chỉ là một cái loại đất thôi, không có gì cả, thưa quý vị. Như vậy, thu thúc lục căn là chúng ta phải hiểu được các pháp. Hiểu được các pháp, chúng ta thấy cái sự rỗng không vô thường của chúng ta nhàm chán thì chúng ta mới ly tham, chúng ta mới ẩn cư. Khi mà chúng ta tiếp xúc thì chúng ta mới không có tham đắm dính mắc mong cầu, đúng không? Còn nếu mà chúng ta không hiểu được về chúng thì chúng ta thu thúc bằng cách nào? Không thể có được. Và ở đây ba bài kệ này được Đức Phật thuyết là: ai ở đời sát sanh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người, uống rượu men, rượu lấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Đó. Đáng nhẽ bài pháp này chúng ta phải thuyết đủ ba cái câu kệ này. Ba vị thuyết, nhưng mà thuyết buổi đầu cũng phải nói đến ba câu kệ, buổi thứ hai cũng phải nói đến ba câu kệ, và buổi thứ ba cũng phải nói tròn đủ ba cái câu kệ. Nó mới đúng đi theo cái mạch văn và cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Vậy ngươi hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Như vậy không có cái gì chế ngự mà tốt đẹp hơn bằng phát triển con đường tứ niệm xứ và học hiểu nghe diệu pháp của Đức Phật và phát triển được chánh niệm trong đời sống hàng ngày qua các căn môn để thấy ra được các pháp là vô thường, khổ và vô ngã, nhàm chán, ly tham đối với pháp hữu vi này. Thì đây là sự chế ngự tối thượng. Về con đường chế ngự đó chính là bát chánh đạo. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính nhân đến tất cả chư đại đức tăng, kính nhân đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thất bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân Atula Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, quý cô tu nữ ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Phước lành này có nguyện là nhân, là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba mật, học hiểu, thấu rõ lời dạy của Đức Phật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này, vì sanh tử luân hồi là khổ đau, vì chánh pháp của Đức Thế Tôn là khó gặp. Nam mô Bụt Tha ya. Dạ sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tự Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay.
cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sammangalam rakkhantu sabbe devata sabba bhutana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sammangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sammangalam rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả anh phố hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng có sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta sot thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca bo sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sap pa na bu ta su chi ta pa quan tu te cha la mu cha ye vi cha an da sam ta wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba ti cha te sap be pi duc kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ca la sang phô hồ tu sa mắc vô